sau nhà xin chào các bác nhé. Em tiếp tục lên sóng máy điều hòa một cục cửa sổ hai ơ phục vụ các bác. Mùa hè sắp đến rồi nên các bác nào có nhu cầu mua thì các bác mua sớm nhé. Ở đây là một con của hãng hai ơ, chạy rất êm khỏe, nhiệt độ chạy ổn định, đang đạt mức 10,1 độ C các bác nhé, nhiệt độ ổn định rồi đấy. Đây là nhiệt độ tại cửa gió, các bác nhìn cái dây cảm biến này, em đi vào cửa gió này, đấy, đạt 10,1 độ C, 9,9 độ này. Chiếc này em để mã số 8, em bán là 3,8 triệu, bảo hành 6 tháng, đi kèm một chiếc điều khiển đa năng. Điều khiển đa năng máy hay hơn, nó nhận mã số 10 các bác nhé. Tình trạng máy vỏ nguyên bản còn rất đẹp này. Không má sửa chữa tút tát gì. Bên trong này nó là dàn lạnh. Đây là cái khe thổi khi nóng các bác nhé. Và mặt này nó là mặt dàn lạnh. Đây, dàn lạnh của Haier thì các bác nhìn khỏi phải chê luôn rồi, xanh két luôn nhé. Đây, toàn bộ ống đồng đỏ ao này các bác này. Đây, các nhìn chưa? Ống đồng nhá. Rất đẹp luôn. Đây, con này dàn tít rất đẹp. Chạy ổn định, lạnh sâu. Đây là cái lưới, khi mà các bác dùng lâu thì các bác vệ sinh cái lưới này thôi, nó quá bụi vào đây. Một chiếc máy rất là đẹp, đẹp từ trong ra ngoài luôn. Cái bọn này thì các bác không phải là làm ống thoát nước nhé, vì nó có hệ thống tưới tiêu nước tự động luôn. Đây là cái mặt sau của nó sẽ như thế này các bác nhé. Khe này khe thoát khí nóng này. Đấy, mình đặt thẳng lên cửa sổ luôn. Công suất nó 8.000 BTU, dùng cho phòng khoảng 15 mét vuông đổ lại. Giá bán là 3,8 triệu. Các bác lưu ý là máy này nó là máy hàng Nhật nội địa, sử dụng điện 100V nhé. Giá bán chưa bao gồm phí vận chuyển. Chưa có biến áp. Biến áp ban đầu chưa có thì em bán là 500.000. Chào các bác.